Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Lộc Taylor. Hôm nay thì Lộc mời các bạn cùng với Lộc thực hiện mẫu áo tay liền dúng vai nha các bạn. Mẫu này thì Lộc phát triển từ mẫu áo tay liền dúng eo hôm trước đã gửi đến các bạn rồi. Bạn nào chưa xem thì các bạn tìm video xem lại để chúng ta thực hiện mẫu áo tay liền trước nha. Từ cửa tay thì các bạn lấy lên 2,5cm để chúng ta làm nẹp tay. Từ vai các bạn lấy xuống 8cm, ở ngoài cửa tay các bạn cũng lấy xuống 8cm à, để chúng ta vẽ định hình à, cái chỗ để chúng ta mở rộng, à, để chúng ta chúng vai nha các bạn. Thì các bạn sẽ cắt cái nẹp tay trước ra à, và một chút nữa chúng ta sẽ kết hợp với nẹp tay sau thành một à, nẹp tay từ à, cửa tay trước ra đến cửa tay sau luôn. Còn phần này thì chúng ta cắt ra để chúng ta mở rộng à, phần dúng vai nha các bạn. Đối với video này thì lộc làm nó hơi à, à, lược giản một chút để cho à, nó nhanh à, vì lộc thấy nó cũng à, cũng dễ đó các bạn. Sau khi các bạn cắt ra xong đó, thì các bạn sẽ à, xếp các cái mảnh à, như thế này và cái độ hở ở giữa các cái mảnh này là hai cm nha các bạn. Đó. Nếu các bạn chưa quen thì các bạn dùng thước các bạn uh, vẽ khoảng cách 2cm 2cm rồi các bạn đặt vào nha. Sau đó thì các bạn vẽ lại cái đường này uh, cho nó đẹp rồi chúng ta sẽ cắt ra thôi. Như vậy là chúng ta đã xong phần uh, thiết kế uh, thân trước. Uh, chúng ta sẽ thiết kế uh, phần thân sau cũng uh, tương tự như vậy nha các bạn nói là tương tự nhưng mà lộc cũng phải quay uh, chi tiết cho các bạn xem vì có nhiều khi uh, nói thì nói nhưng mà uh, các bạn không có hình dung uh, cho nên là uh, bắt buộc phải quay uh, còn nhiều uh, bạn thì nói lộc là hay uh, lôi thôi quá làm chi tiết mất thời gian lắm nhưng mà thôi kệ uh, để cho nhiều người xem có thể làm được các bạn cho nên chúng ta cũng phải chịu khó một chút nha cái phần mà chúng ta vẽ à, từng mảnh nhỏ đó ở đây thì à, lộc đã vẽ ra là bốn mảnh các bạn có thể à, vẽ bao nhiêu mảnh à, thì tùy nha cái độ rộng đó thì tùy ý à, đây là một cái gợi ý thôi nếu chúng ta muốn cái phần dúng ở trên cái vai đó các bạn nó nhiều thì các bạn vẽ thêm nhiều mảnh nha còn à, nếu à, các bạn thấy à, phần dúng Chúng ta mở rộng ra là 8cm như Lộc đó Thì à, à, các bạn à, làm theo nha Chứ cũng à, không phải nhất thiết chúng ta phải làm như vậy Tùy theo à, mắt thẩm mỹ của mọi người nha Có một điều mà Lộc muốn lưu ý với các bạn là Khi các bạn xem video à, thiết kế đó Thấy nó đơn giản như vậy Nhưng các bạn cần phải xem cho kỹ à, Vì những chi tiết đó các bạn có khi nó cũng có một cái sự khác biệt chút đỉnh. Đó, chẳng hạn như uh, từ vai uh, thân sau chúng ta lấy xuống là bao nhiêu sen các bạn. Bạn nào nhớ các bạn comment cho lọc xem coi. Để chúng ta xem một cách hời hợt đó các bạn thì các bạn sẽ không nhớ rõ là ở chỗ vị trí đó đó người ta lấy xuống bao nhiêu sen rồi mình làm theo cái cảm tính của mình. Rồi khi khi ra cái sản phẩm đó các bạn Thì nó thấy có cái sự khác biệt Và các bạn lại quay lại các bạn hỏi Lộc Là à, em làm giống y chang như thầy Mà sao không được Xem cho kỹ để làm được nha các bạn Thôi bây giờ Lộc trở lại cái phần ráp nè à, Trước tiên thì các bạn ráp cái phần vai lại với nhau Sau đó thì các bạn sẽ ráp nẹp tai Rồi các bạn dúng cái phần vai ở trên nè Rồi các bạn ráp gì nữa Phần vai này nè các bạn ráp trước đi rồi các bạn sẽ ráp với cái phần dúng vào. Đến đây thì các bạn đã biết phần ráp còn lại nha. Như vậy là Lộc và các bạn đã vừa thực hiện xong mẫu rập áo tay liền dúng vai. Lộc chúc các bạn sẽ thực hiện thành công mẫu rập này nhé. Lộc xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Lộc xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều thành công và nhiều an vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.